Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Tiếp tục cuốn video hôm nay. Đây là vườn cây bonsai của em Trí, có địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Thì vẫn tiếp tục cuốn video chia sẻ và giao lưu những tác phẩm cây bonsai. Và để gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem, cùng thưởng lãm và giao lưu. Trước khi giao lưu bonsai, Thanh Phú xin phép lướt qua một vòng khu vườn của em Trí để quý vị cùng anh chị em cùng ngắm. Rồi, quý vị cùng toàn thể anh chị em đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Chào em, chào anh Phú, chào toàn thể anh chị em yêu bonsai trên cả nước. Hôm nay đến lịch thứ 5 hàng tuần, nhà vườn Xuân Trí sẽ lên giao lưu một số tác phẩm đủ loại chủng loại nha anh em. Cây nhỏ lớn đều có hết, đủ chủng nhiều chủng loại. Đầu tiên nhà vườn xin lên cây một cây trang đỏ lá nhỏ nha anh em. Trang đỏ lá nhỏ. Cây này là cây riêng, cây cổ nha anh em. Trang này nó cũng như già lắm, rất là già, hoa kín cây, cây lên phun hoa rất là đẹp nha anh em, cây rực bông, cây đang sung mãn, anh em về trang trí phòng khách rất là đẹp, không gian nhà anh em nào rộng bỏ trên, cây này rất là to nha anh em, một cây đều phải hai người bơ với một người bơ nặng lắm, vô chậu gốm hòn rất là đẹp. Bông từ dưới lên trên mà những cái bút búp nó chờ rất là nhiều, cũng còn nhiều lắm nha anh em. Cây đã rất hàng kích size này là gọi là những cây trang này rất là to nha anh em. Trang nó không có cỡ đây là thấy là to. Để rất cốt lực. Cốt rồi chè cây dẻ lắm, rầm dày hàng kín hơn, đáng đợi anh em sưu tầm. Sau đây em tham khảo kích thước cho anh em nha. Tổng quần đó là 72. 72. Quần em eo là 52. 52. Tán là 50. Tán 50. Chiều cao là 39. Cao 39. Nằm chiếc chậu là 42. Cái tỷ lệ rất đẹp. Cái này là đẹp lắm nha anh em, quá đẹp, hàng đáng đỡ anh em sưu tầm. Cây rất già nha anh em, già lắm. Cây cổ, anh em nào yêu quý tác phẩm trang này cứ điện thoại cho nhà vườn, số điện thoại có ghi trên màn hình anh em nghe, anh em nhanh tay nhấc máy. Tiếp theo em lên một chín cây hồi giấy nha anh em, hoa dễ mỹ, chín cây hồi giấy mỹ, hàng rất là đặc sắc nha anh em. Đây là cây như em lên mấy cây lớn trước. Cái này là líp lớn này nè, chân bờ đó nè, to, phong tán đẹp lắm anh nè. Cốt đẹp, cốt rất là đẹp, xây dựng bông tán. Cái cốt đây là cái rốt thân này nè, thân rỡ này, to đẹp lắm. Hàng đây liên lạc nha anh em, cái vết cắt là những cây này vết cắt nó chia ra rất là nhỏ, những cái chốt một này, hai cái phòng tán là những cây đây là cho anh em vừa nuôi vợ tết ra hoa rất là nhiều nha anh em. Em là những cây đem sang chậu, sang chậu cái lượng đất màu thêm vô nó đầy đủ đâu, anh em giờ chỉ có việc chăm tết, hạn chế cái hoa giấy này anh em chơi, hạn chế tưới nước nha anh em, dòng này nó không có chịu nước nên tưới vừa thôi, ngày tưới nắng lần buổi sáng hay rồi
cả ngày. Nêm tưới nhiều là nó úng là nó bị hư rỡ hết. Em trồng vô các cây dừa đầy đủ chất bắt màu. Anh đã kích thước cho anh em tham khảo nha. Cây này đẹp lắm. Tổng quanh đó nó là 56. 56. Quanh em ở đây là 50. 50. Tổng cái phun tán là 87. Tán 87. Chiều cao 60. Cao 60. Nằm trên cái chậu to nha anh em. Chậu lục giác là 40. Kích thước chậu 40. Chậu đẹp. Cây đẹp lắm nha anh em. Ra một cái phôm tán rất là ok. Cây không bọng bở, không có tì vết nha anh em. Đây là cái mã số 1. Em ghi mã số anh em là nhớ cái mã số là báo em gửi đúng cây nha anh em. Nhớ cái mã số, quan trọng nhớ cái mã số á. Chậu nó ra chậu xuống nó trùng chậu rất là nhiều. Đây là mã số 1 nha anh em. Cây này nhà vườn giao lưu giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. 3 triệu rưỡi, mã số 1. Tiếp là mã này, mã số 2 nha anh em. Mã số 2. Những cây này là cây lớn. Kích nó to. Phôm tán này. Đây là cái bông giấy Mỹ đây này, cái tỷ lệ lợ hoa nó cũng rất nhiều nha anh em. Đây này mới những cái chốm này. Chốm hoa. Nhưng mà những cái đây chuẩn bị nó bén mầm là nó sẽ cho hoa anh em. Dòng này rất là siêu hoa. Thích hợp cho anh em khi không khí lạnh hay nắng gì chơi cũng được. Mà anh em chơi hàng hoa giấy hàng chớ tưới nước. Đây là mã số 2 nha nè. Tổng bình đó cũng 55. 55. Nè bên đây là 45. 45. Tán ngang là 52. Chiều cao nó 50. Nằm trong chiếc chậu là 40 nè. Lột làm 40. Mã này mã số 2. À, anh em xem kỹ nè. Cũ rất là quái lắm. Liền lạc. Không có bọng bở, không có tì vết nha nè. Cây sạch cây. Mã số 2 nhà vườn giao lưu giá cũng 3 triệu 2. 3 triệu 2. Mã số 3. Cũng là một cây giấy hoa giấy Mỹ nha anh em. Cây này, nói chung là hàng những cây hoa giấy của nhà em rất là già. Cây này cốt khéo, rất đẹp cốt. À. Cây nó quái lắm nha anh em. Cốt cành. Chỗ đây. Cây này nó bị xam chỗ đây một xíu nha anh em. Nhưng mà giờ đang bo gom không có bị gì hết này. Bị một tí chỗ đây thôi nha. Đó, bằng hai ngón tay nhỏ. Mã là mã số 3 nha anh em. Đẹp lắm. Em ra kích thước cho anh em thêm. Cây quái cây. Tổng quanh đó nó là 60. 60. Quanh eo đó là 55. Tán nó là 37. Chiều cao nó là 45. Nằm trong chiếc chậu là 40 nha anh em. Hoặc là 40. À, phủ bì 40. Cây đẹp quái cây. Chân bờ đó này. Cây mã số 3 nhà vườn giao lưu giá cũng 3 triệu 2 nha anh em. 3 triệu 2. Tiếp theo là một mã số 4 nha anh em. Cây này già lắm. Cây này đại già luôn. Già. Da của nó là móc trắng hết rồi nè. Giấy mà lên da móc trắng. Cây nó bò lết hay lắm nha nè. Có cành phóng lên, có cành hồi gì à. Lên cái chủ. Đẹp. Chân bờ đó nó bò. Cây đẹp lắm nha nè. Nạt cây. Đó anh em thấy nạt không? Chân cốt cành rất là nạt. Cốt kêu. Bò cốt. Cốt to. Nạt nè nè. Hai mặt đều đẹp hết nha nè. Anh em thấy chân quỳ không? Nó qua ra cành nhánh rất đẹp.
Tổng cái bờ đó là 80. 80. Vành là 50. Củ này là 50. 50 rất là to nha nè, củ đẹp ạ. Cái này củ rất là đẹp. Chiều cao nó là 47. Cao 47. Cả tán nó là 70. 70 tán. Nằm trong chiếc chậu là 57. Chiều dài 57 nha anh em. Hai mặt đều đẹp nè. Cây cốt cành to lắm. Cây này nhà vườn giao lưu giá 3.9 triệu nha anh em. 3.9 triệu. Giá rất mềm. Đấy, mà số 5 cũng là một cây với Mỹ nha anh em. Cây đây em nhìn này, cái độ quái của nó này. Cục đớ lết bò từ đây lên nó cuồn vào đây. Đó, cây rất là già. Mạch cắt nó là con giấy cỡ như này là mạch cắt không có nha anh em. Ngang ngón tay đó, những cái chốt nó không có một cái mạch cắt lớn. Thôi giấy anh em, cây này không bọng bở nha anh em. Đẹp lắm, củ đặc hai bên hai mặt này. Đó, anh em cái củ này rất là quái. Cây này riêng cây cảnh cây của vườn bên em giao lưu là chưa bao gồm phí ship hết nha anh em, toàn bộ các cây báo trên line là chưa bao gồm phí ship hết. Những cây hồ giấy này đóng kiện gỗ rất là khổ. Nếu mà anh em nào có chốt thì em đóng những hồ giấy chung là đóng rất là cẩn thận, cẩn thận cả phong tàng này. Cho nên cái tiền công đóng đợt này em sẽ đóng kiện gỗ đi hết những cây hồ giấy. Ra nó giờ nó rất là nhạy cảm, em có vấn đề gì khổ mà em cũng ha. Tổng bình đó nó là 60 nha nè. 60 cũng sắp bình cũ chỗ này là 42 nha nè. 42 cây đẹp lắm nha nè, cũng quái. Chiều độ của nó là 48. Từ trong cụ bò bay ra đây là 60. Tổng thể 60. Nằm trong chiếc chậu là 35. Cái chậu này chỗ đây nó bị mẻ tí nè. Ra đi tay anh em giờ thay cái chậu. Cái này là mã số 5 nha anh em. Đẹp lắm. Cái này nhà vườn giao lưu giá 3.5 triệu nha anh em. 3.5 triệu. Mã số 6 cũng là một con giấy Mỹ. Cây đẹp lắm anh em, coi nè. Cây từ dưới cái chân bờ đớ đây nghe anh em, nó sải kín đây này à. Đây lên bắt cái kéo cái chân lên đây, toàn bộ cái đây là chân đớ nghe anh em, xéo sải lên đây đó, nó bắt và không tính ra chỗ đây không có mạch cắt, mạch cắt rất là nhỏ tí như lên những chi chốt. Cây này nó bò hay lắm, chiều ngang đó y như một cái qua đây một cái cầu. À, anh em nhìn cây hồ giấy của em này, không có tức là không có vết cắt rất là nhỏ, những cái chốt chì nữa đó. Cây là mã số 6. Cây này chân đớ là kín chậu nghe nè, chân đớ nó em đo phỏng là 67 nghe nè. 67 đo của anh em ở đây là 45. Ông tán là 65. Tán 65. Chiều cao nó là 48. Nằm trong chiếc chậu là 35. Đây mã số 6 nghe nè. Cây đẹp. Cây này nhà vườn giao lưu giá 3 triệu nghe nè. 3 triệu. Tiếp theo em lên cũng là một giấy Mỹ nghe nè. Mã này mã số 7. Ba cây sâu đây là 7, 8, 9. Là cái clip nó nhỏ hơn. Kích cỡ nó nhỏ hơn. Đẹp cái gì? Cái chậu nó cũng nhỏ hơn. Từ do cái chậu đây là dưới cái chậu mã số 1 là nó bộ cái số 1 là lớn, cái này cái em số 1 cây liền lạc lắm anh em. Hàng này là hàng một người bơ đó, hàng vô chậu đẹp. Cái kích của nó là mới đi một người bơ nặng nha anh em. Cái form tán là rất ok đó. Đầu nó những cây này em mới sang chậu đập cái chậu bỏ qua không ảnh hưởng gì nha anh em, không phải là nhổ. Những cây hồ giấy mình khi sang chậu phải hầu nằm trong chậu xi măng em đập mà bưng bỏ qua, nói chung là không có ảnh hưởng gì anh em. Về cứ những cây này anh em nó bị
bao sống, ví dụ như cái trục trặc gì em sẽ đổi cho anh em cây khác nha. Bao cho nên anh em cứ yên trí. Nhà vườn giao lưu làm ăn rất là uy tín nha anh em. Đẹp, hai mặt đều hết đẹp hết nha anh em. Mã số 7. Tổng quanh đó nó là 49. 49. Em đo cũ nó rất to nha anh em. 56. 56. Ngang là 40. Chiều cao nó là 49. Ba cây này đồng giá là 2,5 triệu nha anh em. Mã số 7, số 8, số 9. Em sẽ quay tiếp theo. Đó. Nó trùng chậu mà nó cũng, nếu anh em lấy cái cạch này ở hai bên cái cọ nhà trang trí ở trước nhà, hai bên cái cọ rất là ok. Mã số 8 là một cây cũng bông giấy Mỹ, cây rất khéo anh em. Đó, cái chân bờ đớ này lết. Đó, anh em nhìn này, cái độ đớ nó rất là quái, liền lạc không bọng bở nha anh em. Cây cũng, cây nó cũng rất già cây, chi cành là thoát, làm phòng tán, tán chia, tán rất là đều. Khi mà những cái chốm bông này này, cái ngọn này là gì anh em chăm vợ Tết là cho hoa anh em. Những cây này em vô chậu là chơi Tết á. Anh em hạn chế tưới nước, giấy Mỹ nó không chịu nước nhiều. Anh em đừng có thấy cái, còn những cái lá mà nó đốm đốm vậy là nó già lá nha anh em. Bị nó vô, vô mùa sưng nó cho hoa. 55. Khoảng 55. Đó 55. Khoảng eo ở đây là 45. 45. Tán là tổng là 57. Tán 57. Chiều cao là 45. Chậu kích cỡ ngang chậu 32. Chậu 32. Cái này cũng giá 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu. Chưa bao gồm phí ship nha anh em. Toàn bộ cây nhà vườn báo là, trên line là chưa bao gồm phí ship. 9 nha anh em. Cây này cũng khéo lắm nha anh em. Đó, cái chân bờ đớ này, nó bò lên, lên đây nó cái cũ, ra cái trột chút xíu rồi nè. Cây này tính ra cây không có vết cắt luôn á. Anh em nhìn khéo lắm nha anh em. Những cây hoa giấy của vườn em rất là khéo. Cái độ quái với cái độ không bọng bở. Thứ hai nữa là cái mặt cắt không có. Chi tán làm rất là ok, chia mảng từng đường thớt thớt. Rất là đẹp. Mã số 9. Cây này khéo lắm nè. Cây toàn bộ đớ là chấm mặt mép chậu hết nha anh em. Giờ em mới sang chậu nó lấp lấp nên em thấy không bư là 43. 43. Mình cũ eo này to nữa. 50 nha anh em. Cũ cũ này 50. Ở như một cái bình tán 55. Tán 55. Chiều cao nó là 47. Nằm chiếc chậu là 30. Cái này nhà vườn giao lưu giá cũng 2,5 triệu. 2,5 triệu. Chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cây đẹp lắm anh em, nếu mà chưa có hoa giấy mua cây về chơi Tết hay chị em diện được. Cây hoa giấy rất là dễ chăm. Đẹp. Tiếp theo em lên hai cây cốc nha anh em. Cốc, đây là cốc núi, ghép cốc Thái mà ghép như cái mặt ghép nó to nha anh em. Mặt ghép này. Anh em đấy nè, mặt ghép em ghép nó này nó to ngang ngón liền lạc không có thấy mặt ghép nha anh em. To ngang ngón. Những cái mặt ghép cách chặn mấy đợt cho nên nó rút cái mặt đẹp lắm nha anh em. Đây là có cái cục đẹp, cục nu này. Phối lên cái tay, tay ổng bở cái cục nu à. Chừng rỡ quái cây. Quái lắm nha anh em. Đó, anh em. Quần cũ. Cây rất già nè. Ở sau trước này. Mặt này đẹp. Đó. Nhìn thấy cái tay ông bở cái cục nô nè. Dùng chân rỡ quái. Cái ông địa, cái ông Phật Di Lặc này này, ông to lắm nha nè, cái tượng này nó to lắm chứ không phải nhỏ đâu. Tượng đây mua 550.000 cái nè. Chiều cao từ mép này là 53, 52 nha anh em. Tổng chiều cao 52. Cái đo sao ta? Thì rồi, chiều
chiều số của cái rỡ là 35. 35. Quái quá cũng khó đo. Là từ đây lên đây là 52 anh em. 52. Cái ống đĩa anh em hình dung này, tổng hoành ống đĩa này. Chính xác rồi, hình dung ra cây. Từ 70 nha anh em. 70 quả. 70. Cái ống đĩa nó cao lắm. Ông này to, một người yếu yếu lên nấu đâu nặng lắm. Đó, em đứng đây rồi không? Tượng nó to. Cây đây nhà vườn giao lưu giá 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu. Cây đẹp lắm. Chưa bao gồm đi ship. Dòng cốc Thái đây là ghép là nó cho trái liền anh em. Bữa em ghép có mấy cây trái em muốn giao lưu. Số 2 anh em. Cây này bò. Cốt bò khéo. Cốt bò khéo lắm nha anh em. Già. Già cốt. Cái độ bò nó rất là dài. Đó. Bò dài lắm nha anh em. Đó, nó khéo, cụ nó khéo lắm. Những cái cốc này nó cũng khó có cái cũ, không có cũ nào giống cũ nào anh em, tự nó tạo chứ không có ai làm. Cái độ cái cũ cốc nó dài là 45. 45. Chiều cao nó là 21. Đó, quần bở nó 50. 50. Quần cũ của đây là 47. À, nằm trong cái chậu quạt 39. Cái này nhà vườn giao lưu giá 2,9 triệu nha anh em. 2,9 triệu. Tiếp theo em lên một cái trang nha anh em, trang đỏ lá nhỏ. Trang cái, đỏ lá nhỏ. Cái đây là em cắt, em đang canh bông tết nha anh em. Bắt đầu những cái chốm này bắt đầu là chốm mầm, ở đâu có những cái chốm nụ lác đác anh em. Cây này nè, em cắt cho tết á. Em cắt à, cũng đúng ngày. Bắp ngọn. Cái bờ này nó cũng già lắm nha anh em. Em đã cái bờ anh em khủng khiếp luôn. 73. 73. Còn em đây 52. 52. Hôm tán đây là 57. 57 tán. Chiều cao nè 37. Nằm trong chiếc chậu là 39, 40 nha nè. Chậu 40. Chậu 40. 30. 39 nha. Đẹp lắm nè. Già, cây già. Đó anh em. Già lắm. Lên giá đồng. Cây đang phát triển rất mạnh nha nè. Những mầm điều riếng này. Cho hoa, cái này cho tết này, cái này nhà vườn giao lưu giá anh em là 6,5 triệu nha nè. 6,5 triệu. Một cái trang già, to, cốt cành. Tiếp theo em lên một cây lộc vừng anh em. Lộc vừng. Cây rất là khéo, già cây, nu cục, cây già lắm nha anh em. Hàng quái, thường chậu, vô chậu lâu nha anh em. Cây bá vàng, một người bơ này nha anh em, cây to. Cốt đường khéo, cốt khéo lắm. Dạ. Yeah. Cái này anh em về chăm cái kỹ nó ra bông nha anh em. Cây già lắm. Tổng quần đó là 66. 66. Quần eo là 33. 33. Quần eo. Tán là 50. Tán 50. Chiều cao là 49. Cao 49. Nằm trong chiếc chậu 30. Cái này nhà vườn giao lưu giá 2,7 triệu nha anh em. 2,7 triệu. Tiếp theo em lên một số mấy cây sam hương nha anh em. Sam hương. Cây này nè, sam hương Đài Loan. Cây này rất là già nha anh em. Em nuôi lâu năm rồi. Mới sang chậu. Dòng sam hương nó rất là dở sống anh em, nó mạnh. Anh em chơi những cái cành sam hương này nó ra, nó tược dài, anh em cắt dầm nó không sống. Cho nên anh em yên tâm về cái sam hương anh em, nó rất là mạnh. Em mới sang chậu cái đây từng bắt đầu giờ nó bán đọt non hết.
cái cốt này anh em, để cái đường thân này. Hồi nhà cái cốt hồi nhỏ vặn rất là đẹp. Những cái cốt cò. Tán là 49 nha anh em. Tán 49. Chiều cao nó là 25. Cao hay là nằm trên chiếc chậu ngang 20, chiều cao là 27 26. Quan dòng. Cái này nhà vườn giao lưu giá 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2. Chưa bao gồm phí ship. Đó cũng là một cây sâm hương anh em. Đây này anh em đợi cái đường thân này. Rất là khéo. Nó vặn cua này. Đó, u nặng giờ vặn từ nhỏ cho nên giờ nó kết thành một khối nuôi như một cái bú thòng. Dưới đây nó có một tử nhỏ rất là đẹp hay. Vành đớ nó là 26. 26. Chiều cao nó là 34. Cao 34. Tán đổ nó là 40. Nằm trên chiếc chậu là 25. Chậu ấy cũng chậu đẹp nha nè. Hai mặt đều đẹp. Cài khéo lắm. Mã số 2 này. Cái này nhà vườn giao lưu giá 1 triệu rưỡi nha nè. 1 triệu rưỡi. Theo em lên hai cây linh sam siêu bông nha anh em. Linh sam siêu bông. Cây rất đẹp, phân tán. Giờ nó trống bông hết nha anh em. Đầu bắt đầu nó trống này. Khi cái linh sam nó nứt mầm ra nó trống bông mấy cái đầu ngọn nha anh em. Rất là đẹp. Phân tán và cái tuy nó cốt cành nó nhỏ nhưng mà nó cây nó già, được nuôi lâu năm anh em, ở trong chậu cho nên nó không có lớn. Dạ cây. Dạ cây. Phân em phân tán nói chung cũng sạch đẹp. Cho anh em giờ chỉ có bỏ bàn trà nó chờ ra hoa, hoa rất thơm nha anh em. Chiều cao nó là 30. Cao 30. Tán nó 40. Nằm trên chiếc chậu là 20. Cái đây nhà vườn giao lưu giá 1 triệu nha anh em. 1 triệu. Chưa bao gồm phí ship nha anh em, toàn bộ trên live là em báo giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Nhà vườn không bao ship. Ở số 2 cũng là một cây linh sam nha anh em. Rồi dòng này là dòng siêu bông nha anh em. Siêu bông. Cây rin. À, gần cái thắt này nha anh em. Cây rất là già. Cây bỏ bàn. À, anh em sở hữu. Cây cái chậu đó bao nhiêu rồi. Cây có 1 triệu anh em. Giá đó cũng rất là êm. 1 triệu. Chiều cao nó cũng ná nha anh em. Chiều cao nó 35. Cao 35. Tán 32. Cây đẹp lắm nha. 1 triệu nha anh em. Tiếp theo em lên 4 cây dúi mini nha anh em. 4 dúi mini. Hàng ngọc ngựa bơ, hàng bằng trà này. Lem đi cà phê. Cốt rất là khéo. Đổ xuống rất hay nha anh em. Vô nằm trong chiếc chậu đây cũng chậu cổ nha anh em. Đó, chậu cổ em nó bị nứt một tí ngay chỗ đây, nhẹ không sao. Đó, cốt rất là khéo. Xây dựng cái phun tán đổ rất là hay nha anh em. Đó kích thước. Heo cũ đây là 35 nha anh em. 35. Mình yêu là 10. Mình thân ạ. Thân 10 xe. Tàn đổ 50. Làm chiếc chậu 20. Cái đây nhà vườn giao lưu giá 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi. Chậu cổ này rất tiền. Mã số 2 nha anh em. Cây thác đổ. Đá giờ nó gom nhỏ anh em. Gom tàn kín già. Đó. Chỗ này nó bị rắp nắng tí này nè. Đó. Xíu này giờ nó đang gom. Không sao. Đó. Còn một xíu cho đây nha anh em. Một ngón tay nhỏ xíu. Còn một xíu này. Đó. Nhưng mà cây cái lần đổ nó khéo lắm anh em. Chừng bờ cái đường thân nó đi lúc lắc. Đó, khéo lắm. Cái này em giao lưu giá 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2. Cái này cái vành thân to. Em đo. Vành thân 12. Tán đổ 35. Tán 35. Nằm chậu đây chậu đẹp nha anh em. Chiều cao 20. Chiều ngang 20 luôn.
Đó, cây đồ khéo lắm nè, hai mặt đều đẹp, giá 1,2 triệu anh. Cũng là một cây dúa mini vàng trà đây, phối vô một cái tượng rất hay anh em, tượng thân này anh em, nó gục hay lắm. Đây là chân đế này, nó quằn từ đây anh em bá cái cho tưới nước khỏi văng. Đường thân khéo lắm, cái vô cái tượng cái khuôn mặt ống này, cái tay mình mong muốn mình cho nó ra cái cành ngay đây cho cái tay ống này rất là đẹp. Cái này em giao lưu giá cũng 1 triệu nha anh em, 1 triệu hai mini nhỏ. Mã số 4, một cái dúi mini nha anh em, tên nó nhỏ mà nó khéo cực kỳ, cái cành đổ này rồi rất là đẹp. Cái đường thân này từ ở trong ra nó rút rất là nhiều, cái cuồng đổ nó xuống gấu vô cái chậu nha anh em, lá cực kỳ nhỏ luôn. Anh em nhìn cái bộ đổ này, xây dựng những cây mini làm rất là kỹ, công nó nhiều lắm, làm từng chút một chút nét một. Đó, vô chậu Trung Quốc này nè, chậu đẹp. Anh em nhìn thấy này, phồn tán, cây kích thước rất là đẹp, lá giờ nó cô nhỏ lại, dòng dưới nhà vườn toàn bộ là dưới trái hết nha anh em, ra trái rất là nhiều. Chiều đổ là 40 nha anh em, hoành thân tầm 12-13, già mà quan trọng chất liệu nem chậu rất là già, chậu 25, ngang là 19 nha anh em, cây nhỏ mà khéo đó, một con bơ thôi, khéo lắm. Cây đây nhà vườn giao lưu giá 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu đáng đỡ sưu tầm, nhỏ nhưng mà hàng đây hàng đi anh em nè, bưng quán cà phê thôi khỏi. Đường thân nét, cây nét lắm. Tiếp theo em lên một số tác phẩm là gốm bầu trúc nha anh em. Gốm bầu trúc, gốm đây là làm thủ công, chất liệu đất sét, đây là toàn bộ nung bằng lửa rôm nha anh em. Đó, cái màu nó rất là cổ điển, thích hợp cho những anh em nào trang trí mấy cái hồ cá koi rồi này. Đó, sân vườn. Đó, đây là một thiếu nữ nha anh em, giác vò là kích thước. Đó, đẹp lắm nha anh em, giá cả anh em nào cần số lượng vừa buôn bán thì cứ liên hệ. Là trang trí rất là đẹp quý, chiều cao là 36, cao 36, ngang nó 20. Cái đây là làm theo kích cỡ nha anh em thích cái to cỡ nào hay nhỏ cỡ nào, giá dao động như cái thiếu nữ này là giá 350 nha anh em, 350 ngàn. Chất liệu màu rất đẹp đó. Em lên cái tác phẩm rồng nữa, rồng đây cũng làm bằng thủ công, những con rồng đây anh em vừa phối tượng này, phối những cái cây em đang tính làm, phối những cái cây si hay xanh đồ phối vô cái tượng rồng này rất là đẹp nha anh em, giá cái tượng này là 250 nha anh em, 250 ngàn. Làm thủ công rất là cũng công cũng nhiều anh em, chiều dài của nó là 40 nha anh em, 40, chiều cao nó là 28, cao 28. Đó, làm bằng thủ công, nung bằng chất liệu rửa rôm, rất là chất nha anh em. Anh em về nhà, trang trí ở trong đây. Đó, cũng rỗng, cái độ rỗng, làm thủ công kỳ công anh em. Đó, con rồng này 250. Tiếp đó là một con cá tôm, gốm này gốm làm bằng tay hết nha nè, đất tay nó mộc mạc nhưng mà loại đây nó bền, đưa ra nắng nó không bị nứt mẻ hay là càng theo năm tháng cái màu nó lên rất là đẹp. Đó, chỗ đây anh em ở trong đây nó có kín này, anh em về đặt cái ống thông nước lên đây, cái nước này sẽ trào ra đặt cái hòn nó bổ luôn, rất là đẹp. Đó, làm cá đây giá 200 nha anh em, chưa bao gồm phí ship nha anh em, 200. Chiều cao nó là
29 nha nè. Cao 29. Đó. Nên mà giờ trồng cái cây vô đây cũng được. Em tính trồng cái cây vô đây. Ở dưới đây là một cái cây. Nói chung là theo em lên một cây đó. Mai chiếu thủy nha nè. Mai chiếu thủy. Cây đây chắc cây da đen lá lớn. Cây rất già nè, già. Già giờ lên như da trắng như da lên da lòng hết nè. Lên nu. Cây hình như cây đây là liền xẹo 90% nè. Nó còn mạch hồi xưa nó to mà giờ nó còn có một ngón một lắm cây nhỏ nghe nè. Cốt đẹp quý. Cốt y như một con cái thú này nè. Cốt hình thú. À này. Tréo đẹp lắm, cây già. Cây cái to cách này. Cây đây bốn người khiêng này nè. Bốn người bề. Già. Già kinh điển. Đó, hai mặt đều đẹp nè. Cây quái cây này nè. Cốt to lắm. Vô cái chậu Trung Quốc. Trời xịn. To lắm nha anh em thấy con người em đứng bằng gấp cái cây. Thế cốt quái rất đẹp quý. Chung bờ đó liên lạc hết nha anh em. Không có vết cắt. Cây này sạch kém. Cốt cành to hết rồi. Nục nuôi già hết rồi. Còn cái ngọn lấp cái ngọn nữa xong. À, cái ngọn em đang chưa mới cắt cái ngọn nuôi rất là bao nhiêu nè, chỉ cần lấp tròn là ok. Cha còn cốt cành nè, cốt tay nè, anh em nhìn thấy cốt tay nó to ngang cái tay em. Anh em nuôi cây những cái mai chỉ thấy cốt chậu đó, cốt cành này to kiểu cốt hình thú đẹp đó. Anh em chừng là tréo hai bên y như một cái vách, cái độ chân nó lên anh này đẹp lên nu tổ dạ, nu già cày tính tinh luôn đó. Nói chung là cây đây cây hàng đi thi đấu nha, cây khá có những cây chưa thấy như vậy hàng là da đen lớn thanh này chỗ cái hồi xưa cái mặt trở đây mà giờ nó gồm như thèo rất đẹp liền hơn. Cái chân nó xải ra quấu xuống đẹp. Anh chị em mình đó, cốt bay ra nè, to ngang to hơn cái bờ tay nghe nè, lên cốt ngọn cây đẹp lắm. Cái hàng anh em hàng thi đấu ấy. Cốt ra anh em tham khảo nghe nè, cái kích cỡ đây 40 khiên nghe nè, to lắm chưa thấy. Chiều dài nó là 1m2 nghe nè, tán 1m2, quay 1m2, chiều ngang chiều cao của nó là 69 nha anh em, cao 69. Bờ đó là trải đều chậu hết nha anh em, em đo đây đo phỏng đo không hết bờ đó nó xài đều. Tổng mà nếu mà đo tổng cái bờ đó là 140 nha anh em. 1m4. Từ em đo tổng cái vành chỗ này là 90 nha anh em. 90. Em đo trên đây là 69. 60. 67. 67. Làm trên cái chậu. Chậu này chậu Trung Quốc. Chậu xịn nha anh em. Chiều dài của nó là 75. Chậu 75. Cây đẹp lắm nha nè, đáng để anh em sưu tầm. Cốt cành nó to, những chi dâm sắp được chia phân tán rất là đều, đẹp y như một cái cây rất là đẹp, thiếu cây lắm nha nè. Những cái hàng này hình như cũng giờ cũng hạn chế nè, nuôi được những cây mai chú thủy già liền lạc như vậy. Anh em nào yêu quý cái tác phẩm mai chú thủy này Da Đen Lá Lớn, cái điện thoại cho em, số điện thoại có ghi trên màn hình. Nhà vườn cũng ship hàng trên toàn quốc. Cây khá lắm nha nè, cây đáng để anh em sưu tầm. Đây, những nhà vườn lớn cây này cái nó to cho nên không gian cần những không gian rộng. Cây này nếu mà 4,4 người khiêng, 2 người khiêng cũng nổi nè. Đẹp. Khéo cây
chung đó già, quan trọng cái độ già của nó là trắng hết. Nói chung là cây chú thủy đây cũng kiếp cuối clip. Con cảm ơn toàn bộ toàn thể anh chị em yêu bonsai trong cái clip vừa qua đã ủng hộ nhà vườn. Anh em nào yêu quý tác phẩm nào của nhà vườn nhắc máy alo cho nhà vườn để sớm những sở hữu những tác phẩm đẹp. Và anh em nào chưa đăng ký kênh Anh Trên Thành Phố, đăng ký kênh để theo dõi những tác phẩm tiếp theo của các nhà vườn Bình Định nha anh em. Chào toàn thể anh chị em, chào anh Phú. Rồi, chào em. Rồi, và chương trình giao lưu cây bonsai tại vườn của em Trí có địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có yêu mến tác phẩm nào thì hãy liên hệ cùng em để giao lưu. Rồi, Thanh Phú chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian để xem hết cuốn video này. Và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.